Sau đây là thông tin chi tiết. Đề nghị Trung ương phân tích dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Đây là một phần nội dung phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay tại Hà Nội. Dự kiến trong 7 ngày, từ mùng 7 đến 13 tháng 10, Trung ương sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, như dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế xã hội 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 và báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ khóa 12. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội 13 của Đảng có được một báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn. Tổng Bí thư đề nghị cần đi sâu phân tích những chủ trương, chính sách nào còn chậm hoặc chưa vào được cuộc sống, nguyên nhân vì sao. Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu cho ý kiến về các vấn đề nêu trên, chú ý những vấn đề mới còn có ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Về dự thảo báo cáo kinh tế xã hội trình Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra. Về dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ khóa 12, Tổng Bí thư cho rằng với báo cáo kinh tế xã hội là trung tâm, thì báo cáo xây dựng Đảng là then chốt, đề nghị thảo luận những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Chú ý, phân tích chỉ rõ những nhiệm vụ giải pháp đề ra đã sát thực tế, có tính khả thi, đúng trọng tâm, đúng trọng điểm hay chưa. Cần tập trung ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ giải pháp gì, những hạn chế vướng mắc nào do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, hướng dẫn chưa rõ, những hạn chế vướng mắc nào do quy định của điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần phải bổ sung sửa đổi chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020, Tổng Bí thư đề nghị đánh giá khách quan toàn diện trong 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019. Phân tích dự báo có căn cứ, có cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông đang nổi lên gần đây, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị chú ý đến biện pháp nhằm khắc phục yếu kém trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, cải cách hành chính, bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, v.v.